Những năm trước các bạn có thể hay đọc về những bài báo là người dân Đức được trả tiền để sử dụng điện trong những thời điểm mà cái cơ sở sản xuất điện gió và năng lượng mặt trời nó nhiều quá mức phải trả tiền để dùng, đúng không ạ? Thật sự các bạn là tôi cũng muốn phân tích nhưng mà rất tiếc là không có đủ thời gian, thì hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn hiểu cái đó là cái gì. Thì đầu tiên tôi nói với các bạn rằng trong một năm ở Đức không phải chỉ có một ngày đâu, mà thông thường sẽ tới 6 tháng, ngót 200 ngày. Có những thời điểm mà cái điện sản xuất nó vượt quá cái nhu cầu sử dụng. Bạn tưởng tượng nó giống như một cái đập thủy điện. Khi mà cái lượng nước lũ tràn về rồi, xả hết rồi, nó còn thừa qua cái đập tràn đấy. Đấy, nước lũ đã cao rồi mà qua đập đấy, bạn là những nông dân ở phía dưới. Với những ruộng lúa các bạn phải sử dụng đồng hồ để bơm nước từ ngoài sông vào ruộng lúa. Thì bây giờ các bạn tưởng tượng xem, lúa chín các bạn có muốn bơm nước vào ruộng nữa không? Để thối à? Đúng không? Đâu có ai dùng. Điện thừa vào những cái thời điểm 1 2 giờ sáng bạn dậy, bạn khoan cưa đục đẽo làm nhà. Bạn dậy nấu ăn cho trưa ngày hôm sau hay sao? Cái đấy là vô lý. Đập nước cũng vậy, đập nước tràn thì bạn không thể nào mà lúa nhà bạn chín rồi bạn còn bơm nước tiếp vào, tại vì nước nước rẻ tiền. Ai dùng đâu, không có ai dùng. Đó là những cái điện, những cái thừa, cái phế thải, cái rác của điện mà những cái nhà máy điện ở bên này á, họ phải trả rất nhiều tiền để tiêu hủy cái số điện thừa đấy. Thì bây giờ liên quan tới cái đập nước, thì bạn tưởng tượng là cái nước Đức như một cái đập nước, và vì an ninh năng lượng, an ninh người ta bảo đảm là không đến mức cạn quá, thì năm sáu cái đập, năm sáu con sông kết nối với nhau đấy. Thì đây là hệ thống điện của Đức kết nối với tất cả các nước ở trong châu Âu này đấy. Thì bây giờ các bạn tưởng tượng là khi mà nước thừa, nước ở đập thủy điện ở nước Đức này thừa, thì họ xả vô tội vạ rồi, họ xả sang cả các con sông khác. Các con sông khác thì mực nước nó đang ở mức nước ổn định. Khi mà anh Đức anh xả sang khiến cho hệ thống nó quá tải, hệ thống đê điều phải quá tải, thì điện đấy cũng thế. Đức đây khi cái thời kỳ điểm cao quá thì họ không biết đi đâu, không biết đưa số điện đấy đi đâu, thì họ mới đưa sang các nước lân cận, ví dụ Hà Lan, Pháp hay là gì đấy. Những các nước đấy người ta thừa, Pháp người ta sử dụng 75% là điện hạt nhân nhá. Cho nên cái chuyện bỏ điện hạt nhân Đức, cái đấy tôi sẽ phân tích riêng, là một thứ điên rồ, một ý tưởng điên rồ mà một mình nước Đức làm thôi. Chứ ở đây Pháp nó làm đâu, Pháp 75% điện nó sử dụng từ năng lượng hạt nhân thì làm sao nó bỏ được. Đấy là cái vấn đề mà chính vì thế mà như chẳng hạn Hà Lan đây này, là nó lắp đặt cái hệ thống gọi là cản. Khi mà những cái lượng điện thừa thải, lượng điện thải đấy, các ông Đức này ông đổ cả sang Hà Lan, thì cái hệ thống của Hà Lan nó sẽ chặn lại, nó không cho điện vào, cái điện bẩn đấy vào đấy. Các nước nó không ai chấp nhận, kiểu bởi vì khi cái lượng điện đấy nó vào nó sẽ gây quá tải hệ thống. Những ai là kỹ sư điện, những ai là có trình độ đều biết rõ là khi cái hệ thống điện mà nó quá tải thì nó dẫn tới những cái hệ lụy kinh hoàng như thế nào đấy. Cho nên họ chặn, họ không cho. Thì bây giờ các nhà máy điện ở Đức đây này, vào cái thời điểm đấy họ không tác động được gần 6 tháng đấy. Tất nhiên không phải là tất cả đều mùa hè, nhưng hầu hết là vào mùa hè khi mà mặt trời rất là nhiều, chiếu rất là nhiều, từ 4 5 giờ sáng tới 8 9 giờ tối vẫn có mặt trời.
đấy, rồi là gió nữa, gió bão thì họ tắt không nói, nhưng gió rất là nhiều, cái lượng điện nó thừa lên. Nhưng mà ngót 6 tháng, tức là ngót 200 ngày, điện nó có cái những thời điểm vọt lên cao này, vượt xa nhu cầu sử dụng. Thì bây giờ lượng điện đấy họ đi đâu? Các nhà máy họ phải chi trả cho một những cái nơi mà họ tiêu hủy cái số điện thừa đấy đi, họ sử dụng và tiêu hủy những số điện thừa đấy đi, một khoản tiền rất lớn. Và cái tiền mà họ phải trả để chi để tiêu hủy số điện lớn đấy, nó đổ vào đầu ai? Là đổ vào đầu người tiêu dùng của Đức này. Chứ các bạn đừng nghĩ là dùng điện mà được trả tiền. Các bạn dẫn nước từ cái sông, khi đập nó thải bình thường nước ở sông đấy, bạn bơm nước vào có một cái đồng hồ đấy thôi, chứ có phải bạn có một cái đường khác vào đâu. Đường điện nhà tôi chỉ có một cái đường điện vào đấy thôi, và đồng hồ nó quay là cứ cái lượng điện sử dụng qua bao nhiêu là nó quay bấy nhiêu, mà đến cuối năm trả thì vẫn tất cả quanh năm ngày tháng đều phải trả hết, chứ làm gì có điện vào giờ này là miễn phí, giờ kia không miễn phí đâu. Cái giờ mà gọi là miễn phí, thậm chí chúng tôi còn phải trả nhiều hơn so với giá bình thường, bởi vì cái tiền mà họ phải trả cho những nơi tiêu hủy số điện thừa đấy còn cao hơn là số tiền mà còn cao hơn là số tiền mà chúng họ lấy được của chúng tôi, của người dân ở đây. Chính vì thế cho nên cái giá điện ở Đức đây các bạn biết là bao nhiêu, bây giờ là ngót lên ngót 40 cent đô la nhé. Bây giờ 32 cent euro 1 kWh giờ. Đấy. Tôi có thấy ngày nào mà đồng hồ điện khi nào mà nó quay ngược đâu. Tôi dùng điện bất kể sáng trưa chiều tối nó đều quay xuôi hết, nó có một chiều thôi. Đấy. Chứ chưa bao giờ tôi thấy đồng hồ nó quay ngược cả, điện chạy qua mà đồng hồ quay ngược lại tôi chưa bao giờ thấy. Nhà tôi đây này, một năm 5-6 ngàn, 7 ngàn kilowatt giờ. Đấy. Tôi nói các bạn nghe là cho nên cái những cái báo chí, những cái đứa nói là người dân được trả tiền điện, trả tiền để sử dụng điện đấy. Tôi hỏi các bạn, bây giờ nước lũ nó ở ngoài sông là nước gì? Bình thường nó số lượng ít, nó là nước để sử dụng, để chế, để làm thành nước uống, để làm thành nước dùng, để làm thành nước tưới cây. Nhưng mà khi mà nước lũ nó thừa rồi á thì nó là cái gì? Ừ? Là cái nước thải, là cái nước hoàn toàn không có giá trị ra, mà ngược lại nó gây bao nhiêu nguy hại cho những cái khác. Nó quá tải, nó đường điện nó làm ảnh hưởng hỏng hết cả hệ thống đường điện ở đây, mà chưa kể nó quá tải mà máy móc nhà bạn để chạy qua đêm nó mà không có những hệ thống ổn áp thì nó cháy luôn đấy. Làm gì có cái chuyện mà bạn bảo giờ dùng vào mà lại được trả tiền để dùng điện, tôi chưa bao giờ thấy. Nếu bạn chế tạo được cái đồng hồ mà khi nào vào những cái thời điểm nó mà đồng hồ nó quay ngược, bạn càng dùng nhiều nó càng quay ngược nhiều thì tôi mới tin. Làm quái có cái nào đâu, nhà tôi bật 24/24 quanh năm ngày tháng cái đồng hồ điện, rồi tôi bất kể là giờ nào nó cũng quay xuôi hết, nó có một chiều thôi, cái đĩa nó quay xuôi hết. Đấy. Cho nên là tầm bậy, nó là điện phế thải, điện thừa, điện rác, nó là rác đấy. Những cái chuyện mà sâu xa tôi chưa nói đến, tôi chỉ nói hôm nay là nhắc tới cái điện thừa, mà các hệ thống năng lượng mặt trời và gió ở đây đấy. Hôm nay tôi mới tạm nhắc đến đấy thôi, còn những ngày sau tôi sẽ phân tích tiếp tục về những cái vấn đề mà phá sản, cái mối nguy đối với nền công nghiệp của nước Đức này nữa. Nước Đức này tôi chỉ nói sơ qua các bạn là điện tử như ngày xưa sản xuất truyền hình đấy, TV đấy, Lever, Telefunken, rồi cái gì nữa nhỉ? Toàn những cái thương hiệu ngày xưa, bây giờ chết hết rồi. Điện tử chết sạch rồi. Sau đó là đến tàu cao tốc chạy điện từ trường, cũng được cho là
là tia sáng của Đức cũng chết rồi, điện năng lượng mặt trời cũng chết rồi. Đến bây giờ ngành giường cột của nước Đức là chế tạo xe ô tô. Hiện giờ thì tôi xin thưa các bạn là khối EU này đang có một cái luật, họ ra luật hẳn hoi nhé, yêu cầu các nhà máy sản xuất xe ô tô phải đáp ứng cái lượng khí thải và sử dụng xăng dầu cho 100 km giảm xuống. Thì tôi chỉ nói sơ qua các bạn là hiện giờ cho tới năm 2030 là họ yêu cầu các nhà máy sản xuất xe ô tô phải đáp ứng cái lượng sử dụng dầu, xe chạy dầu diesel nhé, tối đa là 2,2 lít trên 100 km. Các bạn nào mà là kỹ sư chế tạo máy, các bạn nghe xong chắc choáng luôn. Đó là một điều không thể, hoàn toàn không thể, trừ khi là bạn sản xuất xe điện. Đấy. Đấy, thì những cái này nó là một cái đề tài rất là rộng, nó sẽ liên quan tới cả những cái hệ thống cung cấp điện ở nước Đức này, cái an ninh năng lượng ở nước Đức này nó rất là rộng rãi. Hôm nay tôi chỉ nói về cái điện thôi, cái điện mà các bạn nói là trả tiền được dùng ấy, đấy là điện thừa, điện rác, điện phế thải, điện không ai muốn dùng cả nhá. Mà những nhà máy sản xuất điện họ còn phải trả tiền cho các nơi, ở những nơi họ 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 họ, họ tiêu hủy cái điện đấy nhé, chứ không phải dùng là được trả tiền đâu. Trừ khi bạn nào giỏi phát minh được cái đồng hồ mà khi nào vào giờ đấy đồng hồ nó quay ngược lại, tôi bật máy giặt tủ lạnh lên nó quay, đồng hồ quay ngược lại. Làm gì có, toàn bọn bốc phét có biết cái gì đâu mà nói, hiểu không? Không có. Thì cái tiền mà các nhà máy phải trả để cho những nơi tiêu hủy điện đấy, sử dụng điện đấy với số lượng lớn như vậy thì nó đổ lên ai? Đổ tất cả lên đầu tiêu dùng chúng tôi ở đây. Thì bởi thế cho nên nó mới có cái giá là 32 sen euro, hay là bây giờ là gần 40 sen đô la. Bạn tưởng tượng 2 đô la được hơn 2 à 1 đô la được hơn 2 kW ở nước, một đất nước như nước Đức này thì nó tác động lớn như thế nào? Nó là nói về nước Đức thì tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng mà hôm nay là tạm thời nói về giá điện thế đã, vì nói nhiều quá nhiều khi nó sẽ rối và khiến cho các bạn rất không nắm được rõ vấn đề. Hôm nay là về cái vấn đề điện, đứa nào bảo là người dân được trả tiền điện, trả tiền để dùng điện, các bạn cứ tắt là nó gãy răng cho tôi, láo hết nhé.